Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Cơ quan an ninh Nga cáo buộc trùm Wagner Yevgeny Prigozhin làm binh biến, kêu gọi các chiến binh Wagner phớt lờ mệnh lệnh của Prigozhin và bắt giữ anh ta. Cơ quan an ninh Liên bang Nga gọi tắt là FSB kêu gọi các chiến binh của nhóm Wagner không tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin và cũng kêu gọi các chiến binh thực hiện các biện pháp để bắt giữ anh ta. Trong một tuyên bố chính thức vào chiều thứ Sáu, phát ngôn nhân FSB nói, chúng tôi kêu gọi các chiến binh PMC không mắc phải những sai lầm không thể sửa chữa, ngừng mọi hành động vũ lực chống lại người dân Nga, không thực hiện các mệnh lệnh tội phạm và phản bội của Prigozhin, đồng thời thực hiện các biện pháp để bắt giữ hắn ta. Những tuyên bố và hành động của Prigozhin trên thực tế là kêu gọi bắt đầu một cuộc xung đột vũ trang dân sự trên lãnh thổ Liên bang Nga và là một nhát dao đâm sau lưng các quân nhân Nga đang chiến đấu với các lực lượng phát xít Ukraine. Tuyên bố của FSB cho biết thêm, cơ quan này nhắc lại rằng những tuyên bố được lan truyền rộng rãi về các cuộc tấn công của Bộ Quốc phòng Nga vào Wagner PMC không tương ứng với thực tế và là một hành động khiêu khích. Do tính chất nghiêm trọng của tình hình và nguy cơ leo thang đối đầu ở Liên bang Nga, FSB đã khởi xướng một vụ án hình sự về việc Yevgeny Prigozhin kêu gọi nổi dậy vũ trang. Tuyên bố cho biết thêm, dưới đây là toàn bộ tuyên bố của Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Cơ quan An ninh Liên bang của Liên bang Nga báo cáo rằng, tất cả thông tin được phổ biến trên mạng xã hội thay mặt cho Yevgeny Prigozhin về vụ tấn công bằng hỏa tiễn và bom được cho là do Bộ Quốc phòng Nga gây ra nhằm vào các đơn vị hậu phương của Wagner PMC là không đúng sự thật và là thông tin sai lệch mang tính khiêu khích. Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trên giới tuyến với lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Những tuyên bố của Prigozhin trên thực tế là lời kêu gọi bắt đầu một cuộc xung đột vũ trang dân sự trên lãnh thổ Liên bang Nga và hành động của ông ta là đâm sau lưng những quân nhân Nga đang chiến đấu với lực lượng phát xít Ukraine. Do tính chất nghiêm trọng của tình hình và nguy cơ leo thang đối đầu ở đất nước chúng ta, Cơ quan An ninh Liên bang của Liên bang Nga đã khởi xướng một vụ án hình sự về việc Yevgeny Prigozhin kêu gọi đảo chính vũ trang. Chúng tôi kêu gọi các chiến binh PMC không mắc phải những sai lầm không thể sửa chữa, ngừng mọi hành động vũ lực chống lại người dân Nga, không thực hiện các mệnh lệnh tội ác và phản bội của Prigozhin, đồng thời thực hiện các biện pháp để bắt giữ ông ta. Trùm Wagner Yevgeny Prigozhin kêu gọi binh sĩ Nga không được chống cự quân Wagner. Người đứng đầu nhóm quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin hôm thứ Sáu đã cáo buộc giới lãnh đạo quân đội Nga tấn công một căn cứ quân sự của Wagner và giết chết một lượng lớn lực lượng lính đánh thuê của ông ta. Prigozhin tuyên bố rằng Bộ Quốc phòng Nga đã lừa Wagner và ông ta thề sẽ đáp trả những hành động tàn bạo này. Họ đã lén lút lừa dối chúng tôi, cố gắng tước đi cơ hội bảo vệ quê hương của chúng tôi, lại còn truy lùng Wagner PMC. Chúng tôi sẵn sàng thỏa hiệp với Bộ Quốc phòng để giao nộp vũ khí và tìm giải pháp tiếp tục bảo vệ Tổ quốc. Nhưng những kẻ đê tiện này vẫn chưa nguôi, Prigozhin nói trong một ghi chú bằng giọng nói được đăng trên Telegram. Họ thấy rằng chúng tôi không bị phá vỡ và họ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của chúng tôi. Một số lượng lớn các chiến binh của chúng tôi đã thiệt mạng. Đồng đội của chúng tôi vẫn còn vũ khí tay. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về cách phản ứng với những hành động tàn bạo này. Bước tiếp theo là của chúng tôi.
Anh ta tiếp tục cáo buộc rằng họ đã xóa sổ hàng chục người. Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc này trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Sáu, gọi các tin nhắn và video lan truyền trên mạng xã hội nhân danh Prigozhin về sự kiện này là không đúng sự thật và là một hành vi khiêu khích thông tin. Prigozhin tuyên bố rằng điều ác đang được thực hiện bởi giới lãnh đạo quân sự Nga phải bị ngăn chặn sau vụ tấn công bị cáo buộc. Họ coi thường mạng sống của những người lính. Họ đã quên từ ngữ công lý, Prigozhin nói trong đoạn ghi âm giọng nói. Các chi tiết bắt đầu xuất hiện. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đích thân tới Rostov để tiến hành các chiến dịch tiêu diệt Wagner PMC. Hắn ta đã sử dụng lính pháo binh và phi công trực thăng chìm để tiêu diệt chúng tôi, Prigozhin nói. Prigozhin thề sẽ trả đũa. Nhiều chục, hàng chục nghìn mạng sống của binh lính Nga sẽ bị trừng phạt, Prigozhin nói. Tôi yêu cầu không ai được đưa ra bất kỳ sự kháng cự nào. Những ai chống đối chúng tôi như vậy, chúng tôi sẽ coi đó là mối đe dọa và tiêu diệt họ ngay lập tức. Điều này bao gồm bất kỳ chướng ngại vật nào cản đường chúng tôi, bất kỳ máy bay nào nhìn thấy trên đầu chúng tôi. Ông yêu cầu mọi người ở nhà và giữ bình tĩnh, không để bị khiêu khích. Trong một bài đăng trên Telegram sau đó, Prigozhin nói rằng, bằng cách chỉ trích lãnh đạo quân đội Nga, ông ta đang thực hiện một cuộc tuần hành vì công lý, chứ không phải một cuộc đảo chính quân sự, cáo buộc rằng đa số quân nhân Nga ủng hộ Wagner. Cuối cùng, bạn sẽ khiến họ cung cấp đạn dược cho chúng tôi và khiến họ ngừng sử dụng chúng tôi làm bia đỡ đạn, Prigozhin nói thêm. Trước đó vào thứ Sáu, Prigozhin, người thường xuyên chỉ trích hệ thống lãnh đạo quân sự truyền thống của Nga, đã đẩy mạnh hơn nữa tranh chấp đang diễn ra giữa ông ta với các nhà lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga trong một cuộc phỏng vấn qua video mang tính chỉ trích cao. Trong đó ông nói rằng, Mạc Tư Khoa đã xâm chiếm Ukraine dưới sự giả vờ sai lầm do Bộ Quốc phòng Nga nghĩ ra và rằng Nga đang thực sự thua trên chiến trường. Và đầu tháng này, ông chủ của Wagner cho biết, ông sẽ không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, từ chối nỗ lực đưa lực lượng của ông vào hàng ngũ. Bình luận của ông được đưa ra sau thông báo của Bộ Quốc phòng rằng các đơn vị tình nguyện và các nhóm quân sự tư nhân sẽ phải ký hợp đồng với Bộ. Wagner đã đóng một vai trò nổi bật trong cuộc chiến Ukraine và Prigozhin cho đến nay đã phải đối mặt với một số hậu quả vì mối thù công khai của ông với giới lãnh đạo quân sự Nga. Trong đó, ông đã cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và chỉ huy lực lượng vũ trang Valery Gerasimov không cung cấp đạn dược cho lực lượng của ông. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kyiv lợi dụng sự khiêu khích của Prigozhin đưa thêm các lữ đoàn đặc biệt. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào đầu ngày thứ Bảy rằng lợi dụng cuộc binh biến do chùm Wagner Yevgeny Prigozhin khởi xướng, Kyiv đang đưa thêm một số lữ đoàn đặc biệt trong một cuộc tấn công theo hướng Bakhmut. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, lợi dụng hành động khiêu khích của Prigozhin để tạo ra một bước đột phá tình hình, chế độ Kyiv đang đưa thêm các đơn vị của Lữ đoàn 35 Thủy quân lục chiến và Lữ đoàn 36 cơ giới của lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng chiến thuật Bakhmut cho các hành động tấn công. Tuyên bố của Konashenkov rõ ràng là dối trá với ý định gán tội thêm cho chùm Wagner Yevgeny Prigozhin. Hai đơn vị mà Konashenkov nêu tên đã có mặt tại chiến trường thành phố Bakhmut từ đầu và không ít lần chính Konashenkov đã tuyên bố rằng họ bị tổn thất nặng nề. Các biện pháp an ninh đã được tăng cường ở thủ đô Mạc Tư Khoa, truyền thông nhà nước Nga cho biết. Theo hãng truyền thông nhà nước Nga TASS, các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại Mạc Tư Khoa vào hôm thứ Sáu sau những bình luận bùng nổ từ nhà lãnh đạo quân sự tư nhân của Wagner, Yevgeny Prigozhin. Các biện pháp an ninh đã được tăng cường ở Mạc Tư Khoa. Tất cả các cơ sở quan trọng nhất, cơ quan nhà nước và cơ sở hạ tầng giao thông đã được tăng cường bảo vệ. Các cơ quan thực thi pháp luật của Nga nói với TASS. Theo cơ quan thực thi pháp luật, đơn vị cảnh sát đặc biệt và đơn vị phản ứng nhanh đặc biệt của lực lượng bảo vệ Nga cũng đã được đặt trong tình trạng báo động. FSB của Nga cho biết
Họ đang điều tra Prigozhin về tội nổi loạn vũ trang sau khi ông này thề sẽ trả đũa sau khi cáo buộc quân đội Nga đánh bom trại lính đánh thuê của ông. Prigozhin nói lý do xâm lược Ukraine của Putin là dối trá. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Prigozhin says Putin's reason for invading Ukraine was a lie. Nghĩa là Prigozhin nói lý do xâm lược Ukraine của Putin là dối trá. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Ông chủ của tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, hôm thứ Sáu đã bày tỏ sự nghi ngờ về những lời biện minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, nói rằng đó là những lời dối trá do cấp trên của Điện Cẩm Linh đưa ra cho ông ta. Bộ Quốc phòng Nga đã lừa dối xã hội Nga và Putin. Prigozhin cho biết trong một đoạn video dài 30 phút đầy những lời tục tĩu đăng trên kênh Telegram của mình. Diễn biến này đã làm leo thang mối thù công khai của ông với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Doanh nhân người Nga, một đồng minh lâu năm của Putin, trong nhiều tháng đã tăng cường công kích bằng lời nói chống lại Shoigu. Tuy nhiên, Prigozhin lần đầu tiên vào thứ Sáu dường như đã thay đổi câu chuyện về cuộc chiến. Anton Cherashenko, cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine đã viết trên Twitter rằng các góc độ tấn công của Prigozhin nhằm vào Shoigu và Bộ Quốc phòng Nga đang ngày càng rộng hơn. Không có gì bất thường xảy ra vào đêm trước ngày 24 tháng 2, Prigozhin nói. Bộ Quốc phòng đang cố đánh lừa công chúng và Tổng thống và thêu dệt câu chuyện rằng có mức độ gây hấn điên cuồng từ phía Ukraine và rằng họ sẽ tấn công chúng ta cùng với toàn bộ khối NATO, doanh nhân người Nga nói. Chiến dịch đặc biệt được bắt đầu vì một lý do hoàn toàn khác. Prigozhin lặp lại lý do chính mà Putin đưa ra để biện minh cho quyết định xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, đó là sự mở rộng của NATO gần biên giới Nga, nhưng tránh nêu tên nhà lãnh đạo Nga. Thay vào đó, Prigozhin tăng cường chỉ trích Shoigu kéo dài hàng tháng trời. Prigozhin cho rằng cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine là một chiến dịch được lên kế hoạch sơ sài khiến quân đội Nga bối rối. Ông thường phàn nàn về tình trạng thiếu vũ khí cho quân đội Wagner của mình. Shoigu đã giết hàng nghìn binh sĩ Nga sẵn sàng chiến đấu nhất trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến, ông nói thêm. Những tên khốn bị bệnh tâm thần đã quyết định. Không sao đâu, chúng ta sẽ ném thêm vài nghìn người Nga vào làm bia đỡ đạn. Họ sẽ chết dưới làn đạn pháo, nhưng chúng ta sẽ đạt được những gì chúng ta muốn. Thủ lĩnh Wagner nói thêm, đó là lý do tại sao nó đã trở thành một cuộc chiến kéo dài. Trong khi Prigozhin tự đặt mình vào thế đối đầu với giới lãnh đạo hàng đầu của Điện Cẩm Linh và tự coi mình là một nhân vật chống chính quyền giữa chiến tranh, thì sự nổi tiếng của ông ta đã tăng lên theo các cuộc thăm dò được tiến hành ở Nga vào tháng 5 và tháng 6. Các nhà phân tích đã nói với Newsweek rằng Putin bị cản trở bởi sự thiếu hiểu biết về phương tiện truyền thông trực tuyến, đang đánh giá thấp mức độ phổ biến của Prigozhin đối với người dân Nga và mức đe dọa mà nó có thể gây ra. Putin có sự hiểu biết sai lệch về truyền thông và không gian thông tin Internet. Tatiana Stanovaya cho biết, Putin coi Prigozhin là người ở ngoại vi của đời sống chính trị. Vì chùm Wagner hầu như không được phép xuất hiện trên các phương tiện truyền thông chính thống. Cô là thành viên cao cấp tại Trung tâm Á-Âu Carnegie Russia và là người sáng lập Russian Politics hay Thực tế của Chính trị Nga, một công ty phân tích chính trị. Đó là lý do tại sao chúng tôi thấy đây là một tình huống rất tồi tệ, khi một mặt chúng ta có Putin, người đang lấy mọi thứ đến từ Prigozhin một cách rất dễ dàng. Nhưng mặt khác, một bộ phận quan trọng trong giới tinh hoa Nga coi Prigozhin như một mối đe dọa. Stanovaya nói, nhiều người trong số họ sợ Prigozhin. Cô nói thêm, họ coi ông ấy là một rủi ro cho nhà nước, như một vấn đề cần được giải quyết, và người dân nên lo lắng về cách Putin quản lý rủi ro này. Trước đó một ngày, Prigozhin đã nói rằng Shoigu đang nói dối Putin về những thất bại to lớn trên chiến trường ở Ukraine. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga qua email để xin bình luận.
Igor Gherkin cảnh báo Putin sẽ không thắng trong cuộc chiến này. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề "Putin is not going to win this war", warns Igor Gherkin. Nghĩa là Igor Gherkin cảnh báo Putin sẽ không thắng trong cuộc chiến này. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Blogger quân sự Igor Gherkin đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt hơn về sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin đối với các lực lượng Nga trong cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Trước đây là một sĩ quan của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB. Gherkin còn được gọi là Chelkov và đã đóng một vai trò quan trọng trong việc sáp nhập Crimea của Mạc Tư Khoa vào năm 2014 và cuộc xung đột sau đó ở vùng Donbass của Ukraine. Vị cựu chỉ huy này có một lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội, nơi ông không ngừng phàn nàn và bày tỏ sự bất mãn của mình đối với cách hành xử thời chiến của Tổng thống Nga và các chỉ huy của Putin bằng ngôn ngữ khác xa với đường lối của Điện Cẩm Linh mà các phương tiện truyền thông nhà nước thường tuân theo. Trong một video clip được cố vấn các vấn đề nội bộ Ukraine, Anton Cherashenko đăng tải trên Twitter, Gherkin một lần nữa chỉ trích Putin nói rằng Tổng tư lệnh của chúng ta sẽ không thắng cuộc chiến này một chút nào đâu. Dù quân đội của chúng ta có đạt được những chiến thắng nào trong cuộc chiến này, chúng ta cũng sẽ đánh mất nó vì đường lối này của giới lãnh đạo đất nước. Trước lá cờ đỏ của Novorossiya, một tên gọi lịch sử của miền đông nam Ukraine phổ biến đối với những người ly khai, Gherkin nói rằng, một năm trước, đối phương không tấn công vào đâu cả và Nga có thể chủ động. Bây giờ chúng ta thấy gì? Vào tháng 6 năm 2023, Kherson bị bỏ rơi, Izium bị bỏ rơi, Kupiansk bị bỏ rơi, ông nói, đồng thời chỉ trích bao nhiêu xe tăng Nga đã bị phá hủy chỉ trong vài ngày. Putin chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe tăng ngoại trừ trong một cuộc diễn hành. Đầu anh ấy bị sao vậy? Gherkin nói, ông ta thực sự hành động không giống như một ông già, mà thậm chí giống như một đứa trẻ. Sau đó, Gherkin nhắm vào các chỉ huy cấp cao của Nga, gọi họ là thiếu chuyên nghiệp và vô học, nghĩa là chúng ta không có cơ hội chiến thắng. Tính đến thứ Tư, đoạn video trích từ một diễn văn dài hơn trên kênh Telegram của Gherkin đã được xem hơn 1,1 triệu lần. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để xin bình luận. Không có gì ngạc nhiên khi Gherkin vắng mặt trong nhóm các blogger quân sự mà Putin đã gặp vào ngày 13 tháng 6 để thảo luận về tiến trình của cuộc chiến. Hầu hết trong số họ đã được liên kết với các cơ quan truyền thông trực thuộc nhà nước. Video mới nhất của Gherkin xuất hiện trong bối cảnh một nhóm máy bay không người lái được cho là đã tấn công vào một căn cứ quân sự của Nga trong khu vực Mạc Tư Khoa, trong cuộc tấn công mới nhất gần thủ đô Nga trong những tuần gần đây. Chính quyền và truyền thông nhà nước đưa tin. Thống đốc khu vực Mạc Tư Khoa Andrei Vorobyov cho biết, hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ ngay trước 6 giờ sáng giờ địa phương hôm thứ Tư khi chúng tiếp cận nhà kho của một đơn vị quân đội Nga ở Kaliningrad. Mặc dù sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết có một thiết bị thứ ba liên quan đến vụ tấn công. Không có thương vong hay thiệt hại do vụ tấn công khủng bố thất bại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố. Ukraine triệu hồi đại sứ tại Belarus chuẩn bị cắt đứt quan hệ ngoại giao. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức Ihor Kezim khỏi chức vụ đại sứ tại Belarus theo một sắc lệnh được công bố trên trang web của Tổng thống Ukraine. Yaroslav Yurchinshyn, phó chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Ukraine cho biết tuần trước, Quốc hội Ukraine đã bắt đầu bàn thảo về dự thảo nghị quyết công nhận Belarus là một quốc gia xâm lược. Sau khi Putin phát động cuộc xâm lược vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Ukraine đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga nhưng vẫn giữ quan hệ ngoại giao với Belarus. Một ghi chú giải thích về văn bản của dự luật được công bố trên trang web của Quốc hội Ukraine nêu rõ rằng Quốc hội Ukraine nên chỉ định Belarus là một quốc gia xâm lược.
có tính đến sự miễn cưỡng của Cộng hòa Belarus trong việc ngừng cho phép Liên bang Nga sử dụng lãnh thổ, không phận và cơ sở hạ tầng của mình để xâm chiếm lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine, trái với nghĩa vụ quốc tế. Ngoài ra, một công hàm giải thích kêu gọi chính phủ Ukraine ngay lập tức giải quyết vấn đề, cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa Ukraine và Cộng hòa Belarus, và kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực trừng phạt đối với Minsk nhằm buộc ban lãnh đạo Belarus ngừng cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để phạm tội ác chiến tranh. Cựu tướng Hoa Kỳ cho rằng Ukraine có thể giải phóng Crimea vào cuối mùa hè. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Ukraine could free Crimea by end of summer, ex-US General, nghĩa là cựu tướng Hoa Kỳ cho rằng Ukraine có thể giải phóng Crimea vào cuối mùa hè. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Quân đội Ukraine, nếu được hỗ trợ đầy đủ với quân viện trợ, sự mở rộng của phương Tây, có thể chọc thủng phòng tuyến của Nga và tiến tới bán đảo Crimea bị tạm chiếm vào cuối mùa hè. Cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại Âu Châu Ben Hodge nói với Newsweek, giữa những lo ngại về tốc độ chậm và tổn thất ngày càng tăng của cuộc phản công non trẻ của Ukraine ở phía nam và phía đông của đất nước được phát động vào đầu tháng 6, Hodge kêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh cam kết của mình đối với chiến thắng của Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí tiên tiến như hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân MGM-140, thường được gọi là ATACMS, mà cho đến nay Biden đã từ chối Kyiv vì sợ kích động sự trả đũa của Nga. Lời cảnh báo chính của tôi vẫn là nếu Hoa Kỳ cung cấp những gì Ukraine cần, thì Ukraine thực sự vẫn có thể giải phóng Crimea vào cuối mùa hè này. Hodge nói trong một cuộc phỏng vấn về tiến độ và triển vọng của nỗ lực được chờ đợi từ lâu của Ukraine. Kyiv đã báo cáo tiến bộ đáng kể theo nhiều hướng kể từ khi chuyển sang các hoạt động tấn công vào đầu tháng này. Giao tranh ác liệt nhất cho đến nay là ở phía đông Donetsk, xung quanh thành phố Bakhmut bị tàn phá, và ở mặt trận phía nam Zaporizhia. Các trận chiến khác đang tiếp tục dọc theo giới tuyến dài 800 dặm, với các lực lượng Nga được cho là đang tấn công ở vùng đông bắc Luhansk. Các quan chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công thăm dò ban đầu liên quan đến cuộc giao tranh gian khổ, nhưng hiệu quả khi quân đội Kyiv tiến vào các tuyến phòng thủ đã được chuẩn bị từ lâu của Nga. Trong khi đó, Mạc Tư Khoa đã nhiều lần tuyên bố đã đánh bại các cuộc phản công của Ukraine và nói rằng quân đội Ukraine đã phải chịu tổn thất lớn về nhân sự và thiết bị. Các nhà tuyên truyền Nga và những người bị cáo buộc là những kẻ ngốc hữu ích của Nga ở phương Tây đã khuếch đại những báo cáo như vậy. Hodge cho biết còn quá sớm để đánh giá thành công hay thất bại trong cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine. Mặc dù ông nhấn mạnh rằng ông vẫn lạc quan về triển vọng của Kyiv. Đây sẽ không phải là Pac-Man, Hodge nói. Lưu ý rằng hầu hết các đội hình thiết giáp hạng nặng của Ukraine vẫn chưa tham gia chiến đấu. Tôi không chắc khi nào và ở đâu, nhưng đến một lúc nào đó, bạn vượt qua được những lớp phòng thủ này, và khi đó, toàn bộ động lực và bản chất của mọi thứ có thể thay đổi. Nhưng để làm được điều đó, họ cần vũ khí chính xác tầm xa. Hodge nói thêm, liệt kê ATACMS, máy bay không người lái Grey Eagle, hoặc các hệ thống vũ khí khác có thể vươn xa hơn những gì họ có thể vươn tới ngay bây giờ. Hodge nói thêm, điều đó sẽ cho phép họ biến Crimea thành bất khả xâm phạm, và đó là chìa khóa, khiến hạm đội Hắc Hải phải rời khỏi Sevastopol, là điều sẽ xảy ra nếu Ukraine có thể bắn ATACMS vào bên trong bến cảng đó. Những con tàu đó không thể chỉ ngồi đó, tất cả cơ sở vật chất sẽ bị phá hủy, căn cứ không quân ở Saki và các cơ sở khác cũng vậy. Nếu Ukraine phải dàn xếp chấp nhận cho Nga giữ lại Crimea vì áp lực từ phía chúng ta hay vì một kết quả nào đó mà Nga có thể giữ lại Crimea, thì trong 2 năm nữa, bạn và tôi sẽ có cùng một cuộc trò chuyện như hiện nay. Tướng Hodge nói, người Nga sẽ đợi chúng ta mất hứng thú. Họ sẽ có thể tiến hành các cuộc tấn công từ Crimea. Ukraine sẽ không bao giờ có thể xây dựng lại nền kinh tế của mình vì hải quân Nga sẽ phong tỏa biển Azov cũng như Odessa và Mykolaiv. Ông nói,
Ukraine sẽ có một nền kinh tế như thế nào? Nó không tốt cho bất cứ ai ở Âu Châu. Tòa Bạch Ốc đã do dự trong việc cung cấp cho Kyiv các loại vũ khí tầm xa nhất vì lo ngại rằng các cuộc tấn công của Ukraine sâu bên trong lãnh thổ Nga có thể kích động sự leo thang của Điện Cẩm Linh, thậm chí có thể là một cuộc tấn công hạt nhân. Một trong những vũ khí mong muốn nhất của Kyiv là ATACMS, hỏa tiễn có tầm bắn 190 dặm, được bắn từ hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt. ATACMS vượt xa bất kỳ hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt nào được cung cấp cho Ukraine cho đến nay, và sẽ đưa các vị trí của Nga trên khắp Ukraine và Crimea bị tạm chiếm vào tầm ngắm của Kyiv. Các quan chức chính quyền Biden đã tranh luận về nhu cầu của Ukraine đối với ATACMS, đồng thời cảnh báo rằng việc cung cấp đạn dược có thể làm leo thang xung đột và khiến lượng dự trữ ATACMS của chính phủ Mỹ ở mức thấp một cách nguy hiểm. Tuy nhiên, trong tháng này, Biden đã nói rằng triển vọng ATACMS dành cho Ukraine vẫn đang diễn ra, và đặc phái viên của Kyiv tại Hoa Kỳ đã nói rằng giọng điệu của Tòa Bạch Ốc về vấn đề này đang thay đổi và không có trở ngại nào đối với việc cung cấp vũ khí cuối cùng. Nhưng khi cuộc tấn công liều lĩnh của Ukraine bắt đầu, Kyiv vẫn đang chờ đèn xanh. Tôi nghĩ chính quyền đã không trung thực, Hodge nói về cuộc tranh luận ATACMS. Họ không muốn làm điều đó. Vì vậy, họ liên tục viện cớ rằng chúng tôi không có đủ. Đó không phải là sự thật. Chúng ta đang bán ATACMS cho Ba Lan. Ngành công nghiệp quốc phòng không phải là một tổ chức bác ái. Hoa Kỳ và các đồng minh NATO của họ đang gấp rút mở rộng khả năng sản xuất quân sự vốn đã suy yếu, đặc biệt là ở Âu Châu. Trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, với những thập kỷ gần đây, chủ yếu là các hoạt động can thiệp chống nổi dậy cường độ thấp ở nước ngoài. Nỗ lực này bao gồm việc mở rộng dây chuyền sản xuất ATACMS của Lockheed Martin tại Mỹ. Nhưng Hodge cho biết, sự do dự về việc gửi cho Ukraine vũ khí mạnh nhất của phương Tây nói lên một vấn đề chính trị. Ông giải thích, ý chí chính trị được thể hiện dưới dạng tiền bạc, nhằm xây dựng và cung cấp năng lực. Bất cứ khi nào ai đó từ chính quyền nói, chà, chúng tôi không có đủ ATACMS, tôi nói rằng, bạn nói đúng, chúng ta không có đủ, nhưng là vì bạn không yêu cầu ngành công nghiệp làm ra nhiều hơn. Bất cứ khi nào tôi nghe ai đó từ chính quyền nói, chà, họ không thực sự cần F-16. Chuyên gia quân sự nào dám nói rằng họ không thực sự cần một chiếc máy bay phẩm chất cao để hỗ trợ một cuộc tấn công, với tất cả những chức năng khác nhau là một chiếc F-16 có thể làm, cho dù đó là hỗ trợ mặt đất, ngăn chặn trên không hay để chống lại máy bay Nga. Làm thế nào trên thế giới lại có một người có giáo dục quân sự hơn một tuần lại dám nghĩ rằng họ không cần ATACMS? Có người lại nói, chà, xe tăng Abrams nó đốt quá nhiều nhiên liệu và thế này, thế khác. Vậy thì tại sao chúng ta lại có Abrams nếu nó là một chiếc xe tăng khủng khiếp như vậy? Ukraine đã dần dần thuyết phục được các đối tác nước ngoài về nhu cầu sử dụng công nghệ tiên tiến nhất của phương Tây, từ vũ khí chống tăng vác vai cho đến chiến đấu cơ. Tuy nhiên, các quan chức ở Kyiv đã tỏ ra thất vọng trước bước nhảy chính trị chậm chạp cần thiết trước khi mỗi hệ thống mới có thể được thông qua. Hodge cũng cho rằng phương Tây vẫn còn quá do dự. Thông báo rằng phải mất vài tháng nữa các phi công F-16 mới có thể sẵn sàng. Tôi không hiểu điều này. Ông nói, tôi không hiểu tại sao chính quyền không thể nói rằng chúng tôi muốn Ukraine giành chiến thắng và chúng tôi sẽ giúp họ giành chiến thắng vì điều này tốt cho Hoa Kỳ, tốt cho Âu Châu, tốt cho tất cả chúng ta, cho tất cả những lý do mà chúng ta đã nói đến. Nếu họ không thể hiểu rõ ràng về mục tiêu, thì kết quả là việc ra quyết định ngày càng gia chậm chạp. Và tôi nghĩ nếu nó không trung thực, thì đó là một chính sách không mạch lạc. Các mối đe dọa hạt nhân lặp đi lặp lại của Mạc Tư Khoa vốn ngày càng ít bị che đậy hơn khi cuộc chiến ở Ukraine kéo dài và sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kyiv ngày càng mở rộng, vẫn còn lờ mờ trong cuộc đối thoại rộng lớn hơn giữa Ukraine và các đối tác phương Tây. Các nhà quan sát đặc biệt lo lắng rằng việc Ukraine tiến vào Crimea có thể gây ra phản ứng cực đoan của Nga, vì việc mất quyền kiểm soát bán đảo có thể gây bất ổn cho chế độ kleptocracy của Putin.
Biden và các nhà lãnh đạo phương Tây khác đã thể hiện rõ ưu tiên của họ là ngăn chặn bất kỳ cuộc xung đột trực tiếp nào giữa NATO và Nga và các cuộc trao đổi hạt nhân qua lại giữa hai bên sau đó. Hodge nằm trong số những người tin rằng Tổng thống Vladimir Putin đang bị bợm. Ông nói, chúng tôi tiếp tục tự hù dọa chính mình. Nga biết rằng tất cả những gì họ phải làm là đề cập đến hạt nhân mỗi tuần, một lần hoặc nhiều hơn. Và điều đó khiến chúng ta dừng lại. Chúng ta đang bị tống tiền. Và tôi nghĩ đây là một tiền lệ khủng khiếp cho tương lai. Thủ tướng Ukraine nói phản công sẽ mất thời gian và kêu gọi kiên nhẫn. Thủ tướng Ukraine cho biết bước tiến của Ukraine trước Nga sẽ mất thời gian, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về cuộc phản công. Denis Mihal kêu gọi người Ukraine kiên nhẫn khi phát biểu tại London tại hội nghị phục hồi Ukraine. Mihal cho biết sẽ có kết quả của cuộc phản công nhưng nói thêm rằng Ukraine coi trọng mạng sống của binh lính. Vì vậy, chúng tôi không có kế hoạch dẫn họ vào lửa một cách thiếu suy nghĩ. Tất cả chúng ta phải hiểu rằng mỗi mạng sống đều quan trọng đối với chúng ta. Chúng tôi sẽ không dẫn dắt người dân của mình dưới làn đạn như quân đội Nga đã làm, không tính đến mạng sống binh lính và mạng sống của người dân. Chúng tôi đang làm việc theo tiêu chuẩn của NATO. Chúng tôi đang chăm sóc từng người lính của mình và chúng tôi đang từng bước tiến về phía trước. Sẽ mất thời gian, nhưng chúng tôi chắc chắn tiến lên và chúng tôi đang tiến lên bằng một cuộc phản công hiệu quả. Tất cả chúng ta phải kiên nhẫn và chúng ta sẽ thấy kết quả, ông nói. Các quan chức cảnh báo rằng cuộc phản công vẫn đang ở giai đoạn đầu và Mỹ cùng các đồng minh vẫn lạc quan rằng lực lượng Ukraine sẽ có thể giành được lãnh thổ theo thời gian. Ngoài ra, các quan chức này lưu ý rằng bản thân các lực lượng Ukraine đã thích nghi với các chiến thuật và hệ thống phòng thủ của Nga, bao gồm cả việc thực hiện nhiều hoạt động đổ bộ hơn. Trong những ngày gần đây, các lực lượng Ukraine cũng đã thành công hơn trong việc tấn công và bắn hạ máy bay Nga. Và trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận hôm thứ Tư trong một cuộc phỏng vấn với BBC rằng tiến độ đã chậm hơn mong muốn, ông nói thêm rằng, tuy nhiên, các chiến binh của chúng tôi sẽ chiến thắng và với những người gõ cửa, cánh cửa sẽ mở ra. Biden và Moderna tuyên bố chung cam kết hỗ trợ Ukraine nhưng không đề cập đến Nga. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đưa ra một tuyên bố chung hôm thứ Năm, trong đó cả hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột ở Ukraine và cam kết tiếp tục hỗ trợ nhân đạo. Sự hợp tác của chúng tôi sẽ phục vụ lợi ích toàn cầu khi chúng tôi làm việc thông qua một loạt các nhóm đa phương và khu vực, đặc biệt là nhóm bộ tứ, để đóng góp cho một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở. Một tuyên bố được đưa ra sau các cuộc gặp song phương giữa Biden và Modi tại Tòa Bạch Ốc cho biết, không một góc nào của doanh nghiệp con người không bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ đối tác giữa hai quốc gia vĩ đại của chúng ta, mối quan hệ trải dài từ biển tới các vì sao. Cả hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc xung đột ở Ukraine và thương tiếc những hậu quả nhân đạo khủng khiếp và bi thảm của nó. Cả hai nước tiếp tục cam kết tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine. Họ kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế, các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Cả hai nước đều nhất trí về tầm quan trọng của việc tái thiết sau xung đột ở Ukraine. Tuyên bố rõ ràng không đề cập đến Nga hoặc vai trò của nước này trong cuộc xung đột, mà thay vào đó, hai nhà lãnh đạo viết rằng hai nước khẳng định rằng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ phải được tôn trọng theo nghĩa chung. Ấn Độ trong lịch sử là một khách hàng lớn mua vũ khí của Nga và có quan hệ lâu dài với mặt tư khoa. Nước này cũng đã tăng cường mua năng lượng của Nga, cung cấp huyết mạch kinh tế quan trọng cho chính phủ của Vladimir Putin, ngay cả khi phương Tây kiểm soát chặt chẽ nguồn doanh thu quan trọng này. Mặc dù New Delhi đã viện trợ nhân đạo cho Ukraine trong suốt cuộc chiến, nhưng họ đã từ chối các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, kêu gọi rút quân và lên án cuộc xâm lược của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp ông Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước G7 tại Nhật Bản vào tháng trước. Đó là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu. Nga phân bổ tiền để đẩy mạnh sản xuất máy bay nội địa nhằm chống lại các lệnh trừng phạt. Nga sẽ phân bổ tiền để đẩy mạnh sản xuất máy bay nội địa. Thủ tướng Mikhail Mishustin tuyên bố hôm thứ Năm,
với lý do cần giảm sự phụ thuộc của ngành hàng không vào các bộ phận nước ngoài trước áp lực trừng phạt đối với Nga. Ông nói việc sản xuất hàng loạt máy bay chở khách Tu-214 của Nga là rất quan trọng. Theo thỏa thuận với Tổng thống, tôi muốn thông báo với các bạn về quyết định đã được đưa ra vào ngày hôm trước. Đây là khoản phân bổ 41,8 tỷ rúp từ Quỹ Tài sản Quốc gia cho dự án này. Mishustin nói tại một cuộc họp về phát triển hàng không dân dụng và sản xuất máy bay đang diễn ra tại địa điểm của nhà máy hàng không Kazan. Ông nói thêm, cần giảm bớt sự phụ thuộc vào nguyên liệu và linh kiện nước ngoài, khởi động sản xuất máy bay trong nước và mở rộng phạm vi hoạt động của chúng, đặc biệt là khi nhu cầu là rất lớn trước áp lực trừng phạt lên Nga. Vòng trừng phạt mới nhất chống lại Nga đến từ Liên minh Âu Châu vào thứ Tư, khi khối này công bố gói thứ 11 nhằm chống lại việc lách lệnh trừng phạt. Hơn 20 quân tình nguyện Nga trừ Wagner ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Hơn 20 quân đoàn tình nguyện của Nga đang chiến đấu ở Ukraine đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, theo một tuyên bố được Bộ này công bố hôm thứ Năm. Nó được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ một sắc lệnh do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ký vào ngày 10 tháng 6, trong đó nói rằng các nhóm lính đánh thuê chiến đấu ở Ukraine phải ký hợp đồng với Bộ trước đầu tháng 7. Bộ cho biết động thái này sẽ cung cấp cho các tổ chức tự nguyện tình trạng pháp lý cần thiết và tạo ra các đường lối thống nhất cho công việc của họ. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenko cho biết là một phần trong việc thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga về việc xác định thủ tục tổ chức các hoạt động phục vụ của các tổ chức tình nguyện. Hơn 20 đơn vị của quân đoàn tình nguyện đã ký hợp đồng với Bộ Quân sự Nga. Tiểu đoàn tình nguyện Akhmat của nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov là nhóm đầu tiên ký hợp đồng, trong khi giám đốc công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin, người đã công khai thù hận với các chỉ huy quốc phòng, cho biết ông sẽ không ký. Thủ tướng Ukraine tự tin Kyiv sẽ nhận được số tiền phục hồi cần thiết. Thủ tướng Ukraine Denis Mihal cho biết hôm thứ Năm rằng ông chắc chắn Ukraine sẽ nhận được số tiền cần thiết để giúp phục hồi đất nước. Phát biểu vào ngày cuối cùng của hội nghị phục hồi Ukraine ở London, Mihal cho biết, trong diễn đàn điều phối các nhà tài trợ đa cơ quan của chúng tôi ngày hôm qua, chúng tôi đã thảo luận về những nhu cầu này, nhu cầu bổ sung cho 6,5 tỷ đô la. Tôi chắc chắn rằng trong thời gian gần nhất sau hội nghị này, chúng tôi sẽ thu thập tất cả số tiền cần thiết và sẽ đầu tư số tiền này cho nhu cầu phục hồi nhanh chóng ở Ukraine. Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak đã công bố một gói hỗ trợ tài chính mang tính bước ngoặt cho Ukraine tại hội nghị hôm thứ Tư. Gói này sẽ bao gồm 3 tỷ đô la bảo lãnh khoản vay của Ngân hàng Thế giới, 305 triệu đô la hỗ trợ song phương và 318 triệu đô la nhằm mở rộng đầu tư quốc tế của Anh tại Ukraine. Thủ tướng Sunak cho biết hơn 400 doanh nghiệp cũng cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Chúng tôi hiểu cách hợp tác với các nước G7 và với các tổ chức tài chính quốc tế, Smihor nói thêm. Citi, Snanofi và Philips nằm trong các số công ty đã ghi danh hiệp ước doanh nghiệp Ukraine, báo hiệu ý định thúc đẩy đầu tư vào quốc gia này. Để đáp ứng nhu cầu gây quỹ của Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mời BlackRock và JP Morgan làm cố vấn cho Quỹ Phát triển Ukraine, một phương tiện tìm cách huy động vốn từ các nhà đầu tư khu vực công và tư nhân để tái thiết nền kinh tế Ukraine. Quỹ vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch và dự kiến sẽ không ra mắt cho đến khi xung đột kết thúc. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách, khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.